Cô giáo năm nay có cho lên lớp không? Có. Thanh ngồi đây. Xem nào, Thanh bị làm sao? Đấy, bị ngứa. Bị ngứa. Để coi như là cái số tiền này thì hỗ trợ vào cái thời điểm giáp hạt cho hai vợ chồng. Con xin chào thầy. Cháu cảm ơn thầy rất là nhiều. Cháu Tuyên xin gửi lời chào đến toàn thể các bác cô chú anh chị và quý khán giả. Tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa của Núi. Hôm nay thì đi thăm em Sám một tí xem là cuộc sống gia đình dạo này như thế nào nhé. Ổn không? Vẫn như trước rồi. Vẫn như trước hả? Dạo này vợ còn đòi đi công ty không? Vợ con nói anh về thì anh cũng chia sẻ cho vợ bảo là có nhà trên 5/10 thì cũng cố gắng để phát triển kinh tế rồi. Bây giờ vợ không đòi đi rồi. Không đòi đi rồi. Áo này mình làm sao dài chút cho nó gọn gàng quá, phanh quá. Đây, cho một cái mic nữa về đây, camera. Rồi di chuyển trước đi, đi xuống đi. Có đường xuống không? Đi ra chỗ đường trùng lợn này em thấy mà. Lâu lâu thì về thăm gia đình em Sám một tí các bác ạ. Vợ này có ở nhà không? Vợ hôm nay đi làm rồi chưa về anh ạ. Đi làm à? Vâng. Đi làm thuê. Ừ. Vâng. Cẩn thận nhé, không mất vợ đấy. Vâng. Vật nuôi các thứ ổn không thời gian này? Thời gian này vẫn ổn anh ạ. Ừ. Vâng. Có trồng trọt cái gì không năm nay á? Năm nay thì vợ về thì cái đám nương hôm nhỏ cái năm nay vẫn trồng ngô để cho lợn. Số đám đấy được khoảng bao nhiêu cân giống? 2 cân thôi anh ạ. 2 cân đấy à? Vâng. Ít thế thôi à? Ít thế thôi. Ừ. À, năm nay cây chanh này sai đấy nhỉ? Vâng, sai. Nhưng mà phải nuôi được gà. Đúng rồi. Nuôi được gà thì mới có quả chanh, quả chanh nó mới có tác dụng. Ừ. Không thì lãng phí quá. Chỉ vậy thôi. Vâng. Năm nay hứa hẹn là một năm mùa màng bội thu đấy. Vâng. Cố gắng mà làm. Vợ về rồi thì xem nương xem ruộng ở đâu ai người ta không làm thì mình nhận mình làm. Vâng, em cũng định bảo là có một đứa em nó đi công ty rồi nó có hay thưởng thì em cũng định ở nhà thôi thì em cũng bảo xem là nếu mà chưa có ai làm thì em cũng làm cho. Ừ. Làm để mình được một hai bao thóc cũng được. À. Vâng. Ừ. Cũng được, thế thì ngon quá. Ừ. Ui sao chuồng lợn nó che kín đây? Em trên thế này thì nó giữ vệ sinh cho cái nhà bếp đi. Với lại trên nắm trên chuồng. Béo phết đây nhỉ? Bình thường. Xem nào. Vào ngắm một tí cho nào các bác. Ở đây quay cho các bác xem một tí cho nào. Ui rồi, béo đấy nhỉ, lợn đẹp đấy. Vâng. Như thế này vẫn ăn sống hết à? Vẫn ăn sống như đợt vừa rồi à? Vẫn cho ăn sống mà. Ngô cũng sống luôn. Đây. À, đấy, được đấy, béo đấy nhỉ. Ừ, triển vọng đấy. Thế này là nuôi như thế này là béo rồi. Nhưng mà giống này thì anh nghĩ là sau này bán được này, giống, được giá này. Giống đấy thì các anh em mang toa về nó cũng thích như kiểu nó bảo ra giống này giống sâu nạc. Lợn đen. Lợn đen, lợn đen, lợn đen siêu nạc. Loại này là người ta thích này. Vâng. Còn cái loại trắng thì nó thực ra cũng ngon thôi nhưng mà người ta không khoái mấy. Người ta hay phân biệt ấy. Vừa đây dính ở đây đi đâu rồi? Ở trong nhà đấy. Ừ. Vô nhặt đấy. Mặc quần vào cho nó đi Thanh. Ngồi nhé. Mặc quần vào đi, đừng quay nhá. Quyết thì tập trung vào làm việc đi. Sao lại vừa quay vừa nghịch điện thoại đấy? Quay đi ra quay đi. Dĩ à? Chót cho hầu. Ở đây là ai ngủ đấy? Thanh à? Đây là Thanh, em hôm nọ em bảo thế xong rồi em tách kiểu anh. Tách đi, vâng. Không tách không được đâu. Vâng, Thanh khắc ngủ đi nhá. Vâng. Thanh, nhớ chưa? Đi lấy quần về mặc cho em đi. Dĩ lúc trước này, không cao cho dĩ. Đi lấy quần về. Chia cho mấy bạn này mỗi người một cái kẹo mút đi. Mua trò vui kiệt. Thanh. Mua trò vui lấy được ạ. Xem là cuộc sống như thế nào. Dính đang làm gì đấy? Ừ. Có biết chào bác không? Ừ, đấy phải chào bác chứ.
Mấy hôm nay có đi học không? À, cố gắng học nhá. Đây là cắm lợn à? Vâng. Ô, anh tưởng là không nấu. Em mà nấu cho bò ấy. Nấu cho bò đấy á? Nấu để mình pha nước cho bò uống ấy. Ồ, thế cái này mà cho lợn thì lại tốt quá mà. Nó có ăn không? Có, nhưng mà hôm nọ em thử rồi, em bảo là ăn ăn như này thì mình như kiểu nó không có chất mà ấy. Ừ. Thì mình cho ăn sống thì nó mới có chất đấy. Cái này là củ cải chứ đúng không? Cái này củ cải mà mình trồng à? Hay là đi lấy đâu về? Xin bà con thôi. Xin bà con à? Ừ. Cái gì cũng xin này. Vâng. Ăn được năm nay. Dính thì... lớn rồi đấy nhỉ. Vâng. Xong mở cái cửa ra cho nó thoáng à, dính. Mở đấy anh mở. Mở ra cho nó thoáng, đun cho nó đỡ khói. Ở trời tao sao ăn bò xanh cơ. Ở trời tao sao ốc phố. Cái bếp này họ vẫn cho mượn nhờ à? Bếp này thì anh Tùa anh vẫn lập nghiệp ở dưới kia thì anh cho mượn dùng tạm thôi anh ạ. Đằng nào nếu mà mình không dùng thì để như thế này nó cũng nhanh hỏng lắm. Vâng, đúng rồi. Cái bếp bên kia giờ này còn đun bếp không? Có chứ. Vẫn đun à? Vâng. Thế đun hai chỗ à? Rồi mà ở bếp kia thì như kiểu cái ống khói nó hơi bay vào mặt thì em đun cái này. Anh mở em nhờ ai đó đục một lỗ đi. Em định đục nhưng mà phải có máy khoan xong là mới ấy được. Vâng. Cần đâu mà. Họ có cái đục tay à, đục được mà. Cái ngày xưa các cụ hay đục đá. Ừ, đấy. À. Cái đấy được mà, vâng, cái đục ấy. Vâng. Đấy, đun bếp như thế này thì vất vả quá nhỉ. Ừ, chết. Ồ, đây nhiều ruồi đấy cả. Nhiều ruồi lắm. Đây này, các bác này. Ruồi thì có cái loài mà... Đây này, cái này là cái dính ruồi. Vâng. Nhiều quá nhỉ. Vâng. Đây được mấy ngày rồi? Sáng nay vừa để mà. Sáng nay vừa để rất nhiều thế này rồi. Vâng. Kiểu như nhà nó ở gần chuồng lợn này. Gần nhà nó ở nhà mình à, chứ. Nhà mình, nhà mình ở gần chuồng lợn thì nó hay. Thì nó hay như thế. Rồi em đi vào pha nước chè để nói chuyện với Dính một tí xem nào. Xem là giờ này học hành thế nào. Năm nay có được lên lớp không? Cô giáo bảo như nào? Cô giáo năm nay có cho lên lớp không? Có. Anh ngồi đây. Đây ghế về đây ngồi bác kiểu. Đứa thì lần sau nhìn thấy bác thì khuyên tay và chào bác. Tay bị làm sao đấy? Xem nào, tay bị làm sao? Tay bị ngứa. Bị ngứa? Đi nghịch cái gì bị ngứa đấy? Hả? À? Có gì nên chào ngứa nè. Hả? À? Không có gì, thấy? Để là... Ừ, cái này là nguy hiểm đấy nhá. Cẩn thận. Không thì bảo bố đưa đi viện đi. Có ngứa không? Khâu chứ khâu. Khâu dùng căn thủ của ở xí luôn một dí sinh hỏng. Thì hò. Sáng mai đưa đi viện. Đấy nhá. Bảo bố đưa đi viện đi. Này không để như thế này được. Xã ơi. Dạ. Về đây anh Bảo. Vâng. Nguy hiểm quá. Đang nói chuyện với Dính thì thấy cái thanh nó bị tay nó bị như thế này. Quay gần cho các bác xem là cái này là bị như thế nào. Cái thằng này bị cái gì đấy? Thanh á? Nó bị ngứa... Ngứa như kiểu mụn nước ấy. Mụn nước à? Cái này đưa đi viện đi. Vâng. Sáng mai đưa nó ra kia. Xong là anh lên đón cho đi viện đi. Cái này đang bị gọi là bị chân tay miệng đấy. Vâng. Khả năng là bị chân tay miệng hoặc là bị ghẻ nước. Sáng mai đưa ra em ra bệnh viện. Cũng mua thuốc rất là nhiều về bôi. Không bôi được đâu. Mình không biết cách, mình không biết cách không được. Cái này phải đi viện, người ta sử dụng thuốc đặc trị thì nó mới hết được. Vâng. Đưa đi viện để xem người ta đánh giá xem là bị cái gì. Thứ nhất là bây giờ nó có hai hai loại. Một là bị gọi là ghẻ nước. Vâng. Ghẻ nước thì đơn giản thôi, tắm là xong. Vâng. Nhưng mà phải dùng đúng thuốc, tắm thuốc nam. Đúng rồi. Tắm thuốc nam thì em biết cái cây đài bi không? Đài bi em không biết anh ạ. Chưa... Cây đài bi là cái cây của nó cũng không cao lắm đâu, hoa nó trắng trắng ấy. Ở rừng là có anh? Không, ở xung quanh nhà nó mới có, ở rừng nó không có đâu. À, xung quanh nhà này. Ừ, xung quanh là thường hay có, nhưng mà khu vực này anh chưa thấy có. À. Cái đài bi đấy là một trong những tứ đại thuốc đấy. Tí nữa anh em thử, anh em mình thử quay. Ngó xem có không. Xong thì sáng mai đưa đi viện đã. Vâng. Anh hiện tại anh cũng đang ở viện. À. Đang đưa anh Pó vào đấy để chứa cái chân. Vâng. Chứa cái chân anh Pó thì sáng mai em, anh sẽ điện cho em. Vâng. Xong là em đưa ra đến chỗ đường bê tông kia, anh về đón ở đấy. Vâng ạ. Xong là đưa cho nó đi viện đó. Vâng. Này thì không ổn đâu. Vâng. Rồi, đi vào trong nhà đi. Đừng đi gió nhiều nha Thành nhá. Đi không đi chơi nữa nhá. Chỉ xong một cái sân thôi. Hả?
Xong cần tù mùa duy sinh, cần tù đây, đi vào nhà đi. Vào bên nhà bên kia đi, ngồi chơi. Sau nguy hiểm quá, đừng bị được mấy ngày rồi? Bị được hơn một tuần đấy. Hơn một tuần mà về vấn đề như thế. Vâng, em... Sao không bảo, sao không gọi cho anh? Em cứ mua cái loại thuốc này về bôi nào? Nhưng mà trước còn nặng hơn nhiều. Thanh nó có đi đâu chơi không hả Dính? Cháu không biết rồi, cháu đi học rồi. Cháu đi học à? Vâng. Thế nó bị như thế này từ hôm nào rồi? Em hôm chủ nhật hay sao? Hôm chủ nhật à? Vâng. Giờ này cô giáo học có điểm cao không? Cô giáo cho điểm cao không? Có. Xem nào. Mùi thuốc này bôi đấy. Lúc bị kia nó còn nạo hơn kìa. Da dị ứng à? Vâng. Bôi được bao nhiêu lâu rồi? Bôi được hơn... cái này ai bảo mua? Cái này đi chợ xong là mua về thôi. Không bôi đấy nhá. Vâng. Dừng ngay lập tức những cái thuốc này đi. Thứ nhất là các em không biết nó là có tác dụng gì. Vâng. Thứ hai nữa là cái thuốc này mình cũng chả biết là nó chữa cái gì. Vâng. Khi mà có chỉ định của bác sĩ người ta sẽ kê đơn thuốc cho mình. Sau đó thì mình sẽ sử dụng cái thuốc mà bác sĩ kê cho. Mình mua ở đâu cũng được, miễn sao là đúng cái thuốc đấy. Vâng. Mà phải mua những cơ sở uy tín. Vâng. Đấy. Rồi bôi nó mới chuẩn. Đúng rồi. Còn nếu mà nó chỉ bị ghẻ bình thường nhá. Hoặc là bị dị ứng bình thường nhá. Dị ứng ngoài da bình thường nhá. Thì không cần phải bôi cái thuốc gì hết. Mà cứ thuốc nam mà táng thôi. Thuốc nam thì có thể em không biết cây đài bi. Vâng. Thì em sử dụng là đơn giản nhất là lá xoan. Lá xoan. Biết cây xoan chưa? Cái đừng xoan. Nói với anh cây xoan không biết nhá. Cây xoan không biết thật đấy. Cây xoan á. Xem nào. Anh thử ngó của em ở đây có. Cây xoan. Xem nào đâu có không. Cây xoan thì ở đâu cũng có đâu. Cây xoan mà không biết thì nói chuyện gì nữa. Hình như ở đây không có nhỉ. Vâng. Chẳng biết. Không chắc không có. Cây xoan. Xem nào. Dì cái cây hoa trắng trắng kia là cây trầu này. Đúng rồi. Cây xoan ở đây không thấy có. Thật. Không có. À cái kia. À. Nhìn thấy cây gì kia chưa? Cây xoan trên kia. Cây này cũng được này. Cây mắc khén này cũng được này. Cây mắc khén ở tàn linh này á. Mặc tang này. À. Cây này cũng được này. Lấy về đun tắm. Cây xoan, lá xoan kia tốt nhất. À. Lá xoan nếu mà có cây đài bi thì như ở đây không có. Ở đây hiếm. Nó không có cây, nó chỉ có lá thôi đúng không? Cây đài bi á? À? Không, cây đài bi nó cao mà, nó cao hơn người đấy. Cao hơn người và hoa nó cũng trắng trắng kiểu này này. Tóm lại cái loại này, cây nào mà nó có hoa trắng trắng là cái cây đấy nó sẽ sử dụng làm thuốc. Để mình tắm ngoài da, còn cái xoan thì không được uống nhá. Còn cái cây đài bi kia mình tắm, vừa đun tắm vừa uống được. Vâng. Nhổ cả cây luôn, lấy cả rễ, cả gốc, cả cây, cả lá. Vâng, vâng. Để tắm. Đúng rồi. Bao lắm rồi. Trước mắt là sáng mai đưa ra ngoài kia, xong là anh lên đón đưa đi viện. Vâng, bảo bệnh viện xem là thăm khám xem là bác sĩ người ta bảo như nào. Vâng. Nhá, không đi ra ngoài chơi nắng đi nhá. Không có sự. Anh nhá. Nhớ chưa? Tết rồi. Bảo không đi ra ngoài nắng nữa. Vâng. Cho nó ở trong nhà thôi. Vâng. Yeah. Thôi mai chuyển lại cái bàn này vào chỗ kia đi. Cho nó sáng nhá. Vâng. Để đây tối quá. Đúng rồi. Tiếp khách thứ nó cũng phức tạp. Vâng. Và trong này nó tối quá. Vâng. Để chỗ kia nó rộng. Vâng ạ. Thì như thế này. Hôm nay chuyến đi ngày nay anh về thăm em. Vâng. Thứ nhất là về thăm cuộc sống của hai vợ chồng em. Vâng. Thứ hai nữa là anh có một khoản tiền của Mạnh Thường Quân nhá. Vâng. Thì Mạnh Thường Quân là ai thì bây giờ anh sẽ thông tin cho em biết. Vâng. Về cái cuộc sống của em thì chắc là bây giờ vẫn ổn đúng không? Cuộc sống thì vợ vẫn ở nhà là hỗ trợ cùng nhau thì cũng vẫn ổn anh ạ. Vâng. Đây là số tiền mà thầy Nguyễn Hữu Phúc ở Tiền Giang, thầy lên vừa rồi thầy có nhắc đến em và hỏi thăm sức khỏe đến em. Vâng. Và thầy có gửi cho em là 500.000. Thì hôm nay anh có mua mì tôm này. Vâng. Mua sữa này, mua bim bim cho trẻ con này. Vâng. Mua ít đồ cho trẻ con nữa. Vâng. Hết 200.000. Vâng. Đấy. Còn lại 300.000 thì anh đưa tiền mặt cho em. Để cái này là hai vợ chồng động viên nhau. Vâng. Để coi như là cái số tiền này thì hỗ trợ vào cái thời điểm giáp hạt cho hai vợ chồng. Vâng.
có thể chi tiêu mua hạt giống, cũng có thể là chi tiêu mua đồ dùng cho các con đi học, cũng có thể là sử dụng vào những mục đích nó có ý nghĩa. Còn về vấn đề của bé Thanh ấy, thì đang rất là nặng, như thế này thì không ổn lắm. Thì sáng mai em đưa ra đến chỗ ngã ba bên kia, thì gọi cho anh tầm khoảng 9 giờ anh lên đón. Nhá, thì đón xem là đi xuống thăm khám xem như thế nào. À, sáng mai chủ nhật mà. Đúng rồi. Sáng mai chủ nhật cũng được, phải đến thứ hai. Vâng. Thứ hai xin cô cho nó nghỉ. Chủ nhật chắc cũng có người trực ở bệnh viện đấy. Trực nhưng mà sợ người ta không khám, để tối nay anh vào anh hỏi đấy. Vâng. Tối nay đằng nào anh cũng vào anh thăm anh Pó xem hỏi xem là tình hình nó như thế nào. Pó cũng bị ốm à? Anh Pó bị bỏng. Anh ở tít trên Vân Trải Đồng Văn cơ. Bụng nước à? Sủng gì à? Tít trên sủng gì, không phải bỏng nước mà là bị bỏng ga. Bỏng ga từ Tết rồi. Điều trị hai lần nhưng không khỏi. Đáng lẽ là anh đưa đi bệnh viện trung ương nhưng mà do là thời gian ngắn quá thành ra là không đủ. Rồi. Chúc mừng Xá nhá. Bây giờ thì Xá gửi lời cảm ơn thầy nhá. Thầy Phúc, thầy Hữu Phúc. Ở Tiền Giang. Vâng. Thì cháu con. Con cảm ơn thầy Phúc. Con xin chào thầy. Con xin chào thầy. Con cảm ơn thầy rất là nhiều. Thầy đã quan tâm đến hoàn cảnh và gia đình cháu và đã gửi những cái món quà. Con giới thiệu để cháu. Đã gửi những món quà đến cho con và những kinh phí lớn lao có ý nghĩa đến với đưa cho anh Tuyên đến với gia đình. Con thì con thật sự thì con không có cái gì để đền đáp ơn những cái giọt nước mắt mồ hôi của thầy. Thì con cảm ơn thầy và chúc gia đình thầy luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và chúc anh Tuyên là an thì gần nhiều may mắn trong hàng ngày. Thì cảm ơn anh rất là nhiều, anh đã không sợ đường xá xa xôi và đã gửi cho anh đền những cái món quà của tất cả các mạnh thường quân đến tận những cái hoàn cảnh khó khăn như bọn con. Thì bọn con cũng cảm ơn thầy và cảm ơn anh Tuyên rất nhiều. Rồi, chúc mừng Xá nhá. Vâng. Về những cái món quà của các nhà hảo tâm, cô chú anh chị giúp đỡ thì anh cũng chỉ đem đến cho em thôi. Và đây, sữa thì anh để dưới này nhé. Để cho các con và để cho em. Đây là mì tôm cho các con ăn sáng. Anh chả biết mua cái gì đâu. Mua ít đồ trích từ cái tiền đấy thôi. Gắt lấy lần thầy. Bao lấy gì cơ? Cho trả lần bao xanh mà. Mỗi lần đến nhà em Xá thì anh em tâm sự với nhau chuyện đời thôi các bác ạ. Có lúc thì chia sẻ với các bác, có lúc thì anh chia sẻ xong rồi thì sẽ ngồi uống nước chè làm đạo với nhau, động viên nhau, rồi là hỏi thăm nhau về những cái chuyện đã xảy ra, rồi là những câu chuyện đã qua rồi, có những gì hay, có những cái gì chuyển biến thì anh em chia sẻ lẫn nhau, cũng như là trao dồi cho nhau những kinh nghiệm và cuộc sống. Thì thứ nhất là anh cũng chúc mừng Xá về cái phần quà của thầy. Là thầy Hữu Phúc thì thầy rất là tâm đắc. Thầy rất là tuyệt vời. Từ Tiền Giang thầy lên đây để cúng cho em Khánh. Cúng cho em Khánh. Cúng cho em Khánh để làm động thổ làm nhà đấy. Tuy nhiên thì cái đợt thầy lên thì nó hơi muộn một chút. Tuy nhiên thì có là được. Đúng. Thầy còn cúng cho quà anh nữa. Thầy rất là tuyệt vời, có cái tấm lòng vàng rất là hảo tâm đó. Từ Tiền Giang lên đây thì nó hơn 2.000 cây số đấy. Rất là xa đấy. Thế về máy bay hả anh? Đi máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội. Sau đó đi từ Hà Nội về Lào Cai. Thầy đi từ Lào Cai về đây là đi xe máy. 2.000 cây thì xa thật đấy. Đi xe máy, nói chung là thầy tính ra từ đây đến Tiền Giang là hơn 2.000 cây. Nhưng mà cái lộ trình của thầy đi thì phải tầm gần 3.000 cây, bởi vì là thầy về đến Lào Cai. Thầy mới từ Lào Cai về đây. Thì tính từ Lào Cai về đây là cả đi cả về là mất 1.000 cây rồi. Rất là xa. Xa phết đấy. Không chỉ 1.000 cây đấy, anh nghĩ là còn hơn đấy, bởi vì ở đây đi Lào Cai hình như là gần 600-700 cây rồi đấy. Nó khá xa đấy. Không phải gần đâu. Thầy đi xe máy, thầy rất là tuyệt vời. Con xin chào thầy Nguyễn Hữu Phúc. Thứ nhất là con cũng cảm ơn thầy về tất cả hoàn cảnh thầy đã đồng hành cùng với con, cũng như là hỗ trợ cho các bạn trẻ trên vùng cao, đặc biệt có bé Khánh, có hai anh em Xính Và, rồi là có cả em Xá nữa. Con xin gửi lời cảm ơn thầy rất là nhiều, và cảm ơn tấm lòng vàng của thầy, và cảm ơn tình yêu thương của thầy dành cho các hoàn cảnh gia đình khó khăn và bản thân con.
Xin kính chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc thầy gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc mừng em Xá. Vợ đi làm về sao? Bà. Bà đây. Bà bên này à? Vâng, bà bên. Dính xem dính cho là Thanh đi xem là nước sôi chưa? Bảo dính đủ ít nó sôi nhanh Thanh ạ. Thanh bị như thế này là nguyên nhân từ đâu? Có biết nguyên nhân không? Nguyên nhân thì lúc đầu thì cứ như kiểu có con sâu bán vào xong là em cứ tưởng là nó bị sâu gió. Sâu gió. Thì cuối cùng thì đi tắm xong rửa lấy sơn lai rồi dòng gội các thứ đi tắm rửa. Sao lại lấy sơn lai đi tắm cho con? Sơn lai là dầu rửa bát mà. Em bảo là nó ngứa quá xong là lấy đi rửa cho nó. Ừ. Thì tắm xong 2-3 ngày vẫn không khỏi thì em lại hết cách thì mới đi mua thuốc để bôi ấy. Thì nhưng mà có biết là cái trong cái thời gian trước nó bị nó đi đâu và nghịch cái gì không? Trước thì nó trẻ con thì ở Bồng Cao thì nó hay bọc rừng ấy anh. Đợt vừa rồi thì măn hay là chúng cây nhỉ? Cái cây có mộ gì nhỉ? Cái không phải cây gọi là cái gì nhỉ? Gọi là cây gì một tí nhỉ? Chẳng biết tiếng Kinh gọi gì. Cây sơn. Nhưng mà cây sơn thì nó chỉ bị 1-2 ngày thôi là đúng nó xuống rồi. Bị được 1 tuần rồi đúng không? Hơn 1 tuần đấy. Hơn 1 tuần rồi vẫn không xuống thì không phải cây sơn rồi. Khả năng cao là bị dị ứng cái gì đó rồi. Đúng rồi. Thì cái này mình phải cho xuống không là nó ngứa, nó khó chịu lắm. Lúc nó tốt mồ hôi là nó ngứa, nó cứ gái xong là chảy máu. Em cứ để tình trạng này lâu ấy thì nó gái nhiều thì nó chảy máu xong thì nó sẽ bị nhiễm trùng từ những cái vết cào đó. Cho nên là phải hết sức cẩn thận về cái căn bệnh này. Vâng. Mình phải lưu ý về nó. Thời gian này có hay đi lên nhà em Thím không? Thời gian này thì năm nay hôm nọ bán một con bò nuôi cả lợn cả bò nên xong rồi cũng ít khi có thời gian lên lắm anh ạ. Bây giờ là tổng là bao nhiêu con lợn? Lợn thì tổng 5 con. 5 con. Vâng. Thế là bán một con bò là mua được 5 con lợn. Mua được 3 con hay có 2 con thì anh em mua cho nuôi chia. Nuôi dế hả? Nuôi dế mỗi người một con đấy. Nhưng mà 3 con lợn đấy thì bao nhiêu tiền? 3 con lợn một con 2 triệu, 6 triệu đấy. 6 triệu. Con bò là bán được mấy triệu nhỉ? 8 triệu rưỡi xong rồi. 8 triệu rưỡi. Đấy. Thế là còn dư 2 triệu rưỡi thì làm gì? 2 triệu rưỡi thì mua máy bao cám này. Cám với lại bao mấy bao giống ngô. Mấy bao ngô về nghiền trộn thành với lại cám cho nó ăn. Rồi, vâng. Còn lại thì mua phân đạm. Vâng, phân. Mua giống ngô. Đúng rồi. Giống lúa để chuẩn bị cho mùa giáp hạt sắp tới. Đúng rồi. Cũng hiểu thôi. Nói chung là con bò hy sinh cho cả gia đình thì cũng được. Nói chung là được 3 con lợn rồi thì bây giờ chăm sóc 3 con lợn đấy thật tốt để mà tính phát triển kinh tế. Gà thì thế nào? Đợt vừa rồi bảo thấy bị dịch gà thì ổn chưa? Gà thì thời gian này vẫn ổn tí anh ạ. Đỡ nhiều. Nhưng mà còn con gà nào không? Đợt trước thấy có một đàn gà đi đâu hết rồi. Bây giờ ngoại còn cho 4-5-6 con gà mà. Vâng. Bây giờ thì còn 3 con đang nhốt ở chuồng, mùa này đang trồng ngô nữa, xong rồi nó thả đi thì nó cứ bới xong rồi ngô nó hỏng hết đấy. Rồi. Gà thì nuôi không được. Vâng. Đến lúc nuôi được nhiều thì nó lại chết dịch. Đấy. Lúc bình thường nuôi được, nuôi không được thì nó lại trả lớn. Đúng rồi. Thôi thì cố gắng thôi. Cũng vậy thôi. Có cái khó cái khổ của nó. Nói chung muốn nuôi gà thì mình phải rào được toàn bộ xung quanh cái vườn hoặc là mình rào một cái khu nào đó. Đấy. Với lại muốn mình thả vào đấy. Muốn nuôi gà thì phải không nuôi lợn nuôi bò thì nó không có phân đấy nó mới tốt được. Còn mình nuôi chung như thế này thì gà nó không lớn hả? Không lớn được. Nó cứ đi bới cái phân lợn phân bò các thứ thì nó lại có cái con kiến con sâu nó bám vào thịt gà thì nó lại không sống được. Nhưng mà như thế này nhá, anh vẫn đang suy nghĩ xem là bé Thanh sao em là người hiểu biết mà sao lại để tình trạng con như thế này ngay lập tức. Vâng. Một là sáng mai, hai là sáng ngày kia. Vâng. Anh nghĩ là thôi nhanh đi. Vâng. Cho đi gấp đi. Để tối nay anh về anh hỏi bác sĩ xem là mai có thăm khám không. Nếu mà thăm khám thì ngay lập tức cho đi thăm khám. Vâng. Còn không, nếu mà bác sĩ mà không khám thì thôi mai cũng cho xuống, cho đi bệnh viện ngoài khám. Vâng. Nhá. Vâng.
để xem là tình trạng bé nó bị cái gì. Vâng. Nếu mà phải mua thuốc bôi thì mình về mình tìm thuốc nam mình tắm cho nó. Vâng. Còn nếu như mà không phải mua thuốc bôi mà phải uống thuốc hay là phải điều trị ở bệnh viện thì sẽ phải nằm viện đấy. Vâng. Nhá. Cái này thì lưu ý nhá. Vâng. Rõ ràng, quan điểm là phải rõ ràng, không cúng bái gì hết nhá, anh nói trước nhá. Không tổ chức cúng bái gì nhá. Ô nó vậy bảo là đi cúng bái nhưng mà em bảo là cái này thì cũng không phải có ma gì, không có cúng bái gì hết. Đấy, nói tóm lại là không cúng. Cúng bái hết thì các bạn cũng... cúng ít thôi. Đấy. Cúng nhiều tốn kém, bây giờ cúng thì biếu cho cái thằng khỏe mạnh ăn thôi chứ cái thằng ốm thì nó có ăn được đâu. Cho nên là không cúng nhá. Vậy. Tốn kém làm cái gì cả. Vậy. Cúng người ta chỉ cúng bình an hay là cúng cái gì đó để cho mình khỏe mạnh thôi. Vâng, đây. Hoặc là giải hạn rồi các thứ thôi. Vâng. Chứ không nên cúng những cái này là bị bệnh là mình nhìn thấy cơ mà. Đúng rồi, đúng rồi. Thì phải đi bệnh viện. Đúng rồi. Dứt điểm là rõ ràng. Vâng. Hôm nọ anh đi anh có thế. Vâng. Động viên mãi không đi, cuối cùng là anh phải lên tận nhà để anh đưa đi. À. Con. Mẹ chứ phải tôi ở trong khách sạn mẹ. Mẹ nhớ gì? Tình hình có cái gì khó khăn thì cứ điện cho anh nhá. Vâng. Không phải ngại đâu. Vâng. Anh em mình vẫn quan tâm nhau như ngày đầu tiên. Vâng, vâng. Cho nên là có cái gì khó khăn thì cứ gọi cho anh. Vâng. Cứ nói đến nhắc đến anh là được. Vâng. Nhớ anh em nhau, anh em với nhau là phải giúp đỡ nhau. Đúng rồi. Thường xuyên hỏi thăm nhau. Vâng. Thời gian vừa rồi thì anh cũng khá là bận. Vâng. Đang làm nhà cho bé Khánh rồi là đi tìm đất cho hai anh em mồ côi Xính và nữa. À, không có đất. Không có đất. Đất thì rất là đắt. Không mua được chỗ nào cả. Bây giờ còn chưa biết như thế nào. Vâng. Đang lấy lại cái đất cũ nhưng mà ông thì đồng ý, chú thì chưa biết như thế nào. À. Chú đang gọi điện cho anh để không đồng ý. À. Bây giờ người ta nói là xảy cha mất chú nhưng mà cuối cùng thì chú chả làm được cái gì. Chả giúp được gì, bao nhiêu quà đi thì chú lấy hết. Cuối cùng bây giờ thì chú lại không cho đất. Mà đất cũ là đất của bố của hai cháu Xính vàng đấy. Đúng rồi, nhưng mà chú giáp danh, chú bây giờ không ký cái tờ giáp danh thì mình không làm được giấy tờ. Mà mình làm nhà lên đấy rồi thì giả sử chú mà không đồng ý, mình vẫn cố tình làm. Thì sau này làm sao mà hai bé nó ở được. Nhúng nhíu rồi các thứ, nó phức tạp. Vấn đề là mình tiến hành làm thì chú phải ủng hộ. Thì chú là người tiến hành cùng với mình, giúp đỡ cháu nó, giúp đỡ con. Thì mình mới yên tâm mình để cho cháu nó ở đấy. Chứ không bây giờ chú mà chả ủng hộ nữa thì nói chuyện gì. Hôm nay đi làm giấy tờ thì chú không ở nhà. Vừa thấy ở nhà mình tưởng là chuẩn bị là làm giấy tờ với nhau. À, nói chuyện ngoài lề một chút nha các bác nhé. Xin phép các bác. Hôm nay cháu Tuyên đến với em xã thì cũng chỉ để hỏi thăm cuộc sống của em thôi. Mà để thăm gia đình của em. Nói chung là cũng có nhiều sự thay đổi. Tuy nhiên thì món quà của thầy Vũ Phúc gửi đến cho gia đình em xã thì hy vọng là động viên em và phần nào đó giúp đỡ cho gia đình em để có cơ sở cũng như là có những cái động lực. Vâng. Tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau hai vợ chồng. Vâng. Các con nhé. Vâng. Bé Dính thì lớn rồi, học ngoan. Vâng. Học giỏi đấy. Vâng. Cố gắng cho con đi học nhé. Vâng. Học đến đâu thì cố gắng cho học. Vâng. Khó khăn thì cứ gọi cho anh sẽ hỗ trợ phần nào đó nhé. Các vâng. Bác các mạnh thường quân vẫn sẽ đồng hành cùng với anh em mình hỗ trợ. Vâng. Cho gia đình em. Vâng. Yên tâm đi. Vâng. Không có gì khó khăn cả. Vâng. Cố gắng cho các con đi học đấy là bắt buộc nhá. Vâng. Không phải nói là đến lúc là lý do là bé lớn rồi ở nhà giúp em mà không được nữa nhá. Vâng. Con gái hay con trai cũng đều thế thôi. Vâng, thời bây giờ thì phải cho nó đi học hành nhá anh ạ. Vâng. Phải cho đi học. Vâng. Đây là điều bắt buộc nhá. Vâng. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Em Xá gửi lời cảm ơn thầy chưa? Cảm ơn thầy. Vâng. Thế được rồi. Cảm ơn thầy Nguyễn Hữu Phúc đã hỗ trợ cho gia đình nhà em Xá một khoản tiền và một món quà rất đặc biệt. Xin chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn tất cả quý khán giả của chú anh chị đã luôn ủng hộ kênh Hoa Còn Nối. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Đầu xuân năm mới, cháu Tuyên xin gửi lời kính chúc sức khỏe và chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng. Hiện tại thì nhà cháu Tuyên cũng có rất nhiều sản phẩm để cho các bác lựa chọn cũng như là sử dụng. Đây là mật ong bạc hà.
cháu Tuyên tuyển chọn ở bản làng về bán cho các bác. Những cái sản phẩm ngon như thế này các bác nên sở hữu cho mình và nên có ở trong nhà mình một hai chai để mà sử dụng. Đây là mật ong khoái nhé các bác nhé. Mật ong khoái thì nó rất là tốt cho sức khỏe. Đấy, mật ong khoái rất là tốt và rất là đẹp nhé các bác nhé. Tất cả những sản phẩm ở nhà cháu Tuyên như là mật ong ngâm hoa đu đủ được này, và có sẵn hoa đu đủ được như thế này để các bác về các bác tự ngâm, hoặc là trà sơn mật hồng sâm. Đấy, rất là tốt cho sức khỏe. Đây là măng mầm. Và một món nữa, đây là chè. Đấy, chè san tuyết của thụ Hà Giang các bác nhé. Cháu Tuyên đã đóng gói và hút chân không như thế này. Cô bác anh chị nào quan tâm đến sản phẩm của cháu thì liên hệ cho cháu. Và đầu xuân năm mới, cháu Tuyên có một chương trình tri ân khách hàng đặc biệt gửi đến quý khán giả và tất cả các nhà hảo tâm, cô chú anh chị và những người sử dụng và quan tâm sức khỏe của mình. Thì ví dụ các bác mua 5 chai mật ong như thế này nhé các bác nhé. Đây là 5 chai nhé, 5 chai mật ong Bạc Hà. Các bác sẽ ngay lập tức được tặng một chai cùng loại và cùng kích thước luôn. Đấy. Thì khi mà các bác nhận thì các bác sẽ nhận 6 chai, nhưng các bác chỉ có thanh toán 5 chai thôi. Đó. Còn mật ong khoái, khi các bác mua mật ong khoái thì cháu bán 4 chai như thế này, cháu sẽ ngay lập tức tặng một món quà cho các bác. Đây, đó là thành 5 chai, nhưng các bác chỉ có thanh toán 4 chai này thôi, còn chai này là khuyến mại. Và ngoài ra thì khi các bác mua một chai như thế này, hoặc là mua một chai mật ong Bạc Hà như thế này, hoặc là mua bất cứ sản phẩm nào của nhà cháu Tuyên thì các bác đều được có quà tặng. Sự lựa chọn của các bác khi mà các bác mua 3 chai như thế này nhé. Đấy, mua 3 chai như thế này cháu sẽ tặng cho các bác có nhiều sự lựa chọn. Một là các bác sử dụng măng mầm để về nấu cho gia đình mình ăn, hoặc là các bác có thể sử dụng trà sơn mầm sâm như thế này. Đấy, hoặc là cháu Tuyên sẽ tặng cho các bác những cái món quà mà các bác yêu cầu ở trong giỏ hàng của cháu Tuyên, và trong cái gian phòng nhỏ nhỏ này thì cháu sẽ gửi tặng các bác những cái món quà đặc biệt. Đầu xuân năm mới thì cháu Tuyên cũng có những cái sản phẩm tri ân và gửi tặng đến các bác, cô chú anh chị nào đã mua hàng và sẽ mua hàng của cháu Tuyên thì ngay lập tức các bác sẽ được tặng một trong những sản phẩm ở nhà cháu Tuyên nha các bác nhé. Có rất nhiều sản phẩm ở đây, thì cũng có những cái chai chẩm chéo như thế này. Chai chẩm chéo này thì các bác cũng còn khá là lạ. Khi mà mua về thì các bác chỉ sẵn sử dụng thôi, cho ra bát rồi là các bác vắt một miếng chanh vào là các bác sử dụng thôi. Bởi vì là cái này đã được pha sẵn, chế sẵn rồi. Làm nước chấm, hoặc là các bác có thể chấm hoa quả, chấm bất cứ một cái gì. Đấy. Cảm ơn các bác rất nhiều. Và bây giờ cháu Tuyên mời các bác sở hữu cũng như là mua cho mình những cái sản phẩm nông sản địa phương tốt cho sức khỏe để đảm bảo sức khỏe cho gia đình mình. Cảm ơn các bác rất nhiều. Mời các bác tiếp tục xem video.